Đức này. Dạ. Cậu có bán thùng sơn nào không? Dạ cháu có, sao vậy chú? Tôi đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu 4 thùng Majestic. Cháu pha sơn ở dưới kho, chú ở cửa hàng suốt mà. Thế mới lạ. Chú để đi cẩn thận đấy. Gần đây quanh khu này mất trộm nhiều lắm. Thằng anh con, lần này tao bắt được mày rồi nhá. Này. Cái gì thế ạ? Có ăn thằng này ăn cắp đồ của em chị ạ. Bắt cho chào đi. Ê, nào. Bình tĩnh. Nó lấy cái gì của cô ạ? Thằng này nó ôm cả cái sọt vỏ bưởi của em rồi chạy mất. Ôi trời, có mỗi cái vỏ bưởi thôi mà làm ầm hết cả lên. Các bác nói đấy là cổ vũ cho thằng ăn cắp đấy. Nay nó ôm vỏ bưởi, ngày mai nó quân cả cái sạp hàng của em đi thì sao? Bố mẹ nó đâu? Thằng này nó không có bố. Mẹ nó lại không dọn ra thuê cái chợ này. Bố phúc năm ngoái bị tai nạn chết rồi. Các cháu, làm cái gì thế? Nó ăn cắp, cháu bác lại bình ăn cắp. Nó ăn cắp gì? Nó ăn cắp thì chuột với thằng hàng của mẹ cháu. Ăn cắp à? Tao ghét nhất mấy thằng ăn cắp. Mày nói, mày có ăn cắp sơn của hàng tao không? Được, cứ để tôi nói chuyện với các cháu. Tôi các cháu ạ, cái chổi nó cũng không đáng gì đâu. Bác xin, nhá. Tại sao cháu lại làm thế? Thế cháu đã lấy của bao nhiêu người rồi? Thế này là thế nào? Không cần giải thích gì hết. Cứ cho nó trợ đòn. Thế là xong. Này, Đức. Việc này để tôi giải quyết. Cậu về đi. Mày nhớ mà tao đấy. Để bác xem nào. Đức! Đức ơi! Tôi có hẹn tư vấn công trình cho một khách hàng. Cậu ở nhà quán xuyến cửa hàng giúp tôi nhé. Dạ vâng, chú yên tâm. Bọn trộm cắp không dám đến đây đâu. Có gì để nói không?
Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chẳng tiếng em gọi. Mẹ giờ này ở chốn nào, con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời. Mẹ dìu em về với con nhé, con nhớ mẹ. Mẹ nó ngày xưa dọn dẹp thuê cái chợ này, vô phục năm ngoái bị tai nạn chết rồi. Tôi về mẹ nhiều cánh hoa, tham sương long lanh giữa núi đồi, chặt dần bình tĩnh giấc mơ. Jotun, cho kỳ tác kiến trúc. Hey hey hey, ngôi nhà của chúng tôi thì sao? Vẫn căn phòng đẹp hoàn hảo. Jotun, cho kỳ tác kiến trúc và những ngôi nhà đẹp.